I'm rich. Rồi, bây giờ chúng ta đi ăn bót nào. Chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Hôm nay mình đi phục thù. Ba ba bili ba ba. Mày đâu rồi con ba ba? Oh yeah. Lên nè. Dứt. Con Ami đâu? Chưa tới chỗ đánh con ơi. Từ từ bình tĩnh đi. Đây nè. Có dao tranh, ở trên này có dao tranh. Đó em đó nè. Đứng đây đi các bạn, để chúng ta tránh thiệt hại người và của. Chưa ai đánh hết các bạn à. Ơi, đứng trong này đi con, đừng có hà rứa. Có vàng rớt kìa, anh năm nào ra lụm đi. Lụm rồi về chung số phận luôn. Đó, một thằng. Ham ăn cố uống. Đó, hai thằng. Vũ con boss lại đây có mấy cha. Boss xa quá sao đánh. Rồi đánh được rồi. Được một phát đầu tiên rồi. Rồi, dứt được rồi. Đó, dứt được rồi các bạn ơi. Vô. Mày gì hả bưởi. Đánh được rồi các bạn ơi. Vũ nó lại đây. Vũ nó lại đây. Đó mình thả được rồi nè các bạn. Đó mana đang rớt xuống kìa. Đó đang tụt kìa. Ngami đứng làm quần què và không búp cho tao trời. Để tự búp tay luôn cho nó lẹ. Đánh đi mấy anh ơi. Hôm nay đánh boss ít quá nè. Đánh đi. Mấy con kia đứng chạy làm gì, chạy vòng vòng miết vậy ta. À chắc nó đang dụ con boss lại đó các bạn. Ơi thủy hữu. Có bàn láo trong này nữa. Đậu con boss nó hồi máu rồi kìa. Như cứt. Tiền rớt quá trời luôn, vô đây mà lụm là ngon lành luôn các bạn. Tu trưởng lão của bang láo lên phá quân rồi kìa. Ngon lành dữ rồi. Bem hả? Để coi. Bem. Ở đây không thấy bem là ai hết ha. Top 1 bây giờ là dâm tặc hái hoa. Ghê thiệt chứ. Thổ địa phù nè. Đó, lãnh vân. Thói đời. Hồng nhan rớt xuống. Xuống hơi xa. Đây, người giàu có. 2, 4, 5. Mình đứng thứ 5 ha.
Rồi boss lại rồi nè, dứt 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 đi bà con ơi. Dứt đi, dứt đi. Dứt đi, dứt đi bà con ơi. Cái gì vậy? Đứng yên đi con, đứng yên đi, đứng yên đi, đứng yên đi. Con Ngami mình đâu rồi ta? Không thấy nó nữa. Rồi, bắt ti là con Ngami rồi ha. Còn một ạc nữa đâu rồi ta? Còn một ạc nữa, nó chết ở đâu rồi? Băng láo kéo lên quá trời kìa, nhìn láo vãi. Đó, 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 con boss đang bị rút máu rất là nhiều. Đu, ghê không, ghê không? Rồi, môn hả môn, 68 hả mày? Một em nữa nè, lại chết. Đó, xông vô, ừ, dứt, dứt đi, ừ, ừ, ừ. Trương Tuyên ha, cái boss này không phải là Trương Tam Phong nha. Mấy anh bu bu xin chữ ký hay gì? Tao cứ đứng ngay mà tao đánh cho nó khỏe. Bu bu chạy ra chạy vô chi vậy không biết. Má nói vậy chứ còn hai mươi mấy bình mà không biết đánh chút còn không nữa. Đang đánh mà hết máu hết bình là ngồi cười không? Còn khoảng 15 bình là lo bơm máu liền. Mỗi ngày trong cái cẩm nang tân thủ là sẽ có bình máu nhỏ nha, bình máu miễn phí nha các bạn. Cái rương máu nghe giống tên một bộ phim không? Ui. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và các bạn nào mà chưa có đăng ký kênh HellVKT Vlog thì qua ủng hộ mình nha các bạn. Mai chiều chắc sẽ livestream bên đó hơi nhiều. Và đăng những cái clip thường ngày đời sống cũng như là đi ăn uống chơi bời hút chích. Ủa lộn, không có hút chích, ăn uống thôi. Cái cây này đúng là cái chỗ núp lý tưởng nè các bạn. Quá trời luôn, đông như kiến là một ổ trong đó má ơi. Đu thối đời, mở rương cẩm nang hoàng kim nha. May mắn nhận được kim phong kỳ lân huyết. À đù, ngon bấy. Ủa mà nói ta, hôm bữa mình cũng nhận được ấy mà. Thôi đời mở cẩm nang hoàng kim, may mắn nhận được thiên hoàng long ngọc tiêu diêu. Sao nó mở được nhiều vậy ta? Hôm bữa mình mở đâu có được nhiều vậy đâu. Bó sắp chết rồi mấy anh ơi, thôi ta hồi máu thôi. Tránh trường hợp mà Trúc đang đánh mà hết máu ha. Đó, nhận cái rương. Nghỉ đánh Trúc đi. Ủa ngoài này nhận máu không được ta? Ok ok, nhận được rồi, nhận được rồi. Các bạn nhớ nha, trong cái cẩm nang tân hữu này nha, mỗi ngày nó sẽ có một rương máu miễn phí ha. Đó, bây giờ ta đánh tay thôi. Solo un trueno beso.
Đánh nào, đánh nào. Nhồi máu, búp máu nào. Hôm nay không ngu dại gì mà nhảy ra nữa ha. Canh thời gian đàng hoàng nha. Không ăn được gì nhưng cũng phải ráng đứng lại mà giết được con boss ha. Cố lên, cố lên. Giết em nó rồi còn mấy em nữa. Boss gần chết rồi, gần chết rồi, gần chết rồi. Láo nháo hả mày? Ngu ngu. Đó, vô ăn đi con, vô ăn đi, tao không đánh nữa. Đánh đi. Đó, mày ngu, ngu. Đánh đi, đánh đi. Đó, vô giờ ăn nữa hả con? Nè, tao nghĩ đánh nè. Đó, tao nghĩ đánh rồi đó. Đó. Vô ăn đi, đó, ăn đi. Ừ, về nhà luôn, ừ. Dành ăn hả con? Dễ ăn của ngoại quá. Đó, đó, vô đi, còn khúc nè, nè tao bỏ nè, láo từ nhỏ nè. Thấy là thấy tên là thấy quê lồn rồi đó. Láo từ nhỏ nè, ừ, cho mày từ nhỏ luôn. Ơi, 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 ơi. Má ơi, má ơi, đông quá, đông quá, đông quá, đông quá, đông quá. Rương, 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 rương. Ui, 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 nhận đồ, lụm được gì không? Ui, ui, loot, loot, loot. Sao tao không lụm được gì hết vậy? Đậu phụ. Rương hoàng kim kìa, rương hoàng kim kìa. Tao thấy được cái bảo rương hoàng kim kìa. Ui trời ơi. À, tao không lụm được, bạn á. Muốn lụm mày ra đi cho tao lụm. À, trời ơi, không lụm được cái quần què gì hết. Để có ai kích xác boss vậy? Đại hiệp iPhone phải què. Không có lụm được ha, đậu phộc. Lệnh bài vinh dự hoàng kim nhận được 500 điểm vinh dự hoàng kim. Đời. Nhưng mà hên hôm nay không có chết tại chỗ ha. Đó, vậy là cũng ngon hơn người ta rồi. Nghe nói còn con boss nữa mà không biết nằm đâu đây.